Chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cái cách điều chỉnh hệ số chi phí khấu hao và chi phí sửa chữa máy thi công trong trường hợp mà cái máy đó nó phải thi công trong cái môi trường là nước mặn, nước lợ hoặc là trong cái môi trường mà có tính ăn mòn cao. Thì như chúng ta đã biết là khi mà máy nó phải thi công trong cái môi trường có cái tính ăn mòn như thế, như nước mặn, nước lợ hoặc là ăn mòn như thế thì cái thời gian khấu hao của nó sẽ nhanh hơn và cái khả năng mà máy nó xảy ra hỏng hóc nó sẽ cao hơn. Ví dụ như là môi trường nước mặn thì có rất nhiều muối, thì ở cái hơi nước mà chứa muối đấy nó sẽ làm nhanh hỏng kim loại các cái chi tiết máy, như vậy là chi phí sửa chữa nó sẽ tăng lên. Do đó thì chúng ta phải tính thêm cái yếu tố đó nữa vào. Thì đầu tiên thì tôi sẽ dở cái căn cứ để mà chúng ta tính. Thì hiện nay trong cái định mức số 1134 năm 2015 do Bộ Xây dựng ban hành về việc cái định mức về giá cả máy và thiết bị công do Bộ Xây dựng công bố, thì ở trang số 2 cái phần thuyết minh và hướng dẫn sử dụng, thì ở phía dưới này thì là Bộ Xây dựng có hướng dẫn dưới cùng này, ở cái mục 25 mã là hướng dẫn sử dụng, và mục 5 là Bộ Xây dựng hướng dẫn là đối với những máy làm việc trong vùng nước mặn, nước lợ và trong môi trường ăn mòn cao thì cái định mức khấu hao, định mức sửa chữa đều điều chỉnh nhân với hệ số là 1,05, có nghĩa là Bộ Xây dựng cho chúng ta là thêm 5% chi phí khấu hao và chi phí sửa chữa nữa. Ngoài ra thì ở một số tỉnh thì áp dụng cái định mức 1.4, thì khi mà các tỉnh ban hành cái bảng giá cả máy và thiết bị công cho tỉnh của mình, thì đặc biệt là các cái tỉnh mà có đường biển, ví dụ như là tỉnh Quảng Ninh, ví dụ như là tỉnh Kiên Giang, ví dụ như tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vân vân, thì các tỉnh cũng hướng dẫn một cách tương tự. Tôi lấy ví dụ, trong trên màn hình chúng ta đang là bảng giá cả máy và thiết bị công của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu số 372 do Ủy ban dân tỉnh công bố ngày 8 tháng 2 năm 2018. Thì ở cái phần hướng dẫn, cái phần hướng dẫn các cái phần quy định chung và hướng dẫn áp dụng, thì hai là phần nội dung ca máy. Thì ở đây là cái phần hướng dẫn mục 4 này, thì tỉnh cũng hướng dẫn như sau, là đối với những máy làm việc trong vùng nước mặn, nước lợ và môi trường ăn mòn thì khấu hao sửa chữa được tăng lên 1,05 lần. Đấy, thì các tỉnh khác họ cũng có cái hướng dẫn giống hệt như này thôi. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái hướng dẫn này như thế nào trong phần mềm dự toán G8 để chúng ta điều chỉnh cái chi phí khấu hao và sửa chữa tăng lên 1,05 lần. Bây giờ tôi sang bên phần mềm dự toán G8. Giả thiết rằng là chúng ta đã có 2-3 đầu việc, hoặc là chúng ta đã nhập xong công trình rồi. Tôi lấy 2 đầu việc cho nhanh, cho tiện thôi. Thì sau khi chúng ta nhập xong các khối lượng công tác xong, thì chúng ta sẽ bấm sang sheet máy. Thì ở dưới cùng bên tay phải màn hình ấy, thì thanh công cụ của nó có mục là hệ số máy, và phần mềm gợi ý là hệ số điều chỉnh chi phí khấu hao sửa chữa máy. Chúng ta bấm vào đây thì có hai mục, một là áp cho là toàn bộ các máy, ví dụ như là khi trong trường hợp này là tôi không chọn nhiều dòng thì phần mềm để mặc định là áp cho toàn bộ các máy. Thế còn khi mà chúng ta chọn nhiều dòng thì phần mềm nó sẽ để mặc định là các máy được chọn. Thì bây giờ tôi chọn toàn bộ các máy trước, thì phần mềm sẽ đưa ra là cái tiếp theo là hệ số điều chỉnh khấu hao sửa chữa máy, thì nó để mặc định là 1,05 rồi, để chúng ta không phải gõ nữa. Nếu như mà sau này khi mà tỉnh công bố lại cái bảng giá cả máy của tỉnh mà không phải 1,05 mà là 1,03 hay là 1,07 hay là 1,15 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại con số này. Tuy nhiên thì có lẽ là cái khả năng mà điều chỉnh thay đổi con số này sẽ rất là thấp, mà thường là 1,05 thôi. Và phía dưới thì phần mềm cũng có nêu cái trường hợp mà điều chỉnh hệ số, ví dụ điều chỉnh hệ số khấu hao sửa chữa đối với là ví dụ như là máy trong vùng nước mặn, nước lợ ở đây. Đấy, bây giờ chúng ta bấm chấp nhận. Thì phần mềm đã tính lại cho chúng ta tất cả các máy đều được nhân với cả cái hệ số 1,05 đối với chi phí khấu hao và chi phí sửa chữa. Đây, tôi lấy ví dụ chi phí khấu hao đối với cái máy này thì công thức của nó bằng gì? G nhân H nhân Y chia F nhân Y26. Đây, thì lấy cái định mức về khấu hao nhân với cả cái nguyên giá nhân với cả cái hệ số. Hệ số này là chúng ta bớt đi 10% thu hồi khi thanh lý thì còn 90%, vì cái máy này là hơn 1 tỷ thì có nghĩa là lớn hơn 30 triệu, cho nên là chúng ta bắt buộc phải bớt đi 10% để chúng ta thanh lý rồi
cho nên chúng ta chỉ còn 90% để tính khấu hao. Sau đó nó chia cho số ca là 220 ca trong một năm, và nhân, chúng ta thấy nhân đây là nhân với cả Y26 đây, chính 26 chính là cái 1,05 đây. Đấy là chi phí khấu hao. Còn chi phí sửa chữa thì công thức của nó là G nhân H chia F nhân Y26. G này nhân H này chia F là số ca một năm, và nhân với cả Y26 là cái hệ số 1,05 cho vùng nước mặn nước lợ. Đó. Các công tác khác cũng một cách tương tự. Đây. Cũng nhân 1,05. Sửa chữa cũng nhân 1,05. Đấy, công tác cuối cùng cũng thế. Khấu hao cũng nhân 1,05 lần. Sửa chữa cũng nhân 1,05 lần. Đó. Thì đó là cái cách mà chúng ta áp cho toàn bộ công trình. Bây giờ vì một lý do đó chúng ta muốn bỏ nó đi, bỏ cái hệ số 1,05 này đi cho cả công trình, thì chúng ta vào bấm vào hệ số máy. Chúng ta sẽ xóa cái hệ số 1,05 đi, hoặc là chúng ta cho bằng 0. Cho bằng 0 hoặc là delete nó đi thì cũng được, chấp nhận. Thì phần mềm sẽ tính lại mà không còn cái hệ số 1,05 đây nữa, không còn nữa. Đấy. Hay là cái máy cuối cùng thế thôi. Nó nhân đến 90% là thôi. Chia cho số ca, đây cũng không có cái hệ số 1,05 ở chi phí sửa chữa nữa. Đây trường hợp thứ hai. Trường thứ ba là trong công trình của chúng ta chỉ có một số máy mà chúng ta phải thi công trong cái môi trường nước mặn, nước lợ và ăn mòn cao. Tôi lấy ví dụ, bây giờ tôi có hai cái máy, là máy số 2 là máy đào này và máy số 3 là máy hàn này, thì tôi sẽ bôi đen những cái dòng chứa cái máy đào và máy hàn này. Tất nhiên bôi đen có thể là có quá một chút không sao cả, có thể đến đây, có thể đến đây, đây cũng được. Đấy. Sau đó thì tôi tích bấm vào cái mục là hệ số máy ở dưới cùng này. Đấy. Thì phần mềm đã hiểu rằng là chỗ này chúng ta có độ khoảng 10-15 dòng được chọn, thì phần mềm đã mặc định là áp cho là các máy được chọn. Đấy. Tất nhiên nếu chúng ta nhầm thì chúng ta có thể chọn là toàn bộ các máy cũng không sao cả. Nhưng mà nó để sẵn là các máy được chọn để chúng ta đỡ phải mất công kích chuột nhiều. Và hệ số 1,05 là theo cái quy định hiện nay của Bộ Xây dựng cũng như các tỉnh nói chung thì cũng đã được điền sẵn rồi. Và nhiệm vụ của chúng ta chỉ bấm mỗi chấp nhận là xong thôi. Thì chúng ta thấy rằng là cái máy thứ hai là đã được nhân với cả 1,05 đối với khấu hao, 1,05 lần đối với sửa chữa. Và máy thứ ba cũng tương tự như vậy, nhân 1,05 khấu hao, 1,05 sửa chữa. Nhưng máy thứ tư trở đi thì chúng ta thấy không có nhân gì cả, không có nhân 1,05. Máy cuối cùng cũng thế, không nhân 1,05. Đấy, không có 1,05. Và máy đầu tiên của chúng ta ở đây, máy đầu tiên của chúng ta ở đây, cái khấu hao này cũng không có hệ số 1,05, không có. Đấy. Thì cái sau khi mà được nhân với cả cái 1,05 lần này thì chi phí khấu hao và chi phí sửa chữa nó tăng lên, dẫn tới cuối cùng là cái đơn giá ca máy cho một ca làm việc của cái máy đó nó sẽ tăng lên tương ứng. Đấy. Như vậy là với cái video này tôi đã hướng dẫn cho chúng ta cái cách để mà áp cái hệ số điều chỉnh chi phí khấu hao và chi phí sửa chữa máy thi công trong cái môi trường mà ăn mòn cao, ví dụ như trong môi trường nước mặn, nước lợ. Video hướng dẫn này đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Và sau này khi có bất kỳ những cái ý kiến đóng góp nào hoặc là cần một sự trợ giúp thì các bạn vào menu trợ giúp này, dự toán g8.com để mà vào cái trang web của công ty. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.